Chào mừng tất cả mọi người ha. Thì hôm nay thì em sẽ lên đợt cá mới. Và đợt cá hôm nay đa số chỉ là những con cá đẹp, cá VIP thôi nha anh em. Thì ở đây là cái bầy cá nha anh em ha. Thì hôm nay là em dẫn chương trình là mua trống tặng máy và miễn ship cho anh em ha. Còn đây là một cái bầy cá bầy. Thì cái bầy này là đa số là cá là hơn 3 tháng anh em. Cái này là tách về bán luôn ha. Còn trống thì em không có bán nha anh em. Trống không có bán. Ở đây thì anh em mua hy sinh máy ha, là em sẽ để cho anh em máy ở trong đây luôn đó. Trong đây là rất là nhiều máy nha anh em đó. Nói chung là cái bầy này thì em chưa có lọc. Thì ở đây là không có con xe lô nào hết, đã lọc hết rồi. Thì em lấy cái để nguyên cái bầy cho anh em biết cái gen nó như thế nào ha. Thì em đang có khoảng hai bầy như vậy, thì số lượng có 600 con đó. Nguyên cái bầy luôn, bầy này chưa lọc bất kỳ con nào hết. Thì máy ở đây á, anh em bắt á, thì 30k một con, nếu mà bắt một lần 10 con ha. Đó, bắt lần 10 con nha anh em, là máy trong đây luôn. Có những con tông nền rất là đẹp. Đó, này là nó anh em về là dưỡng thêm tầm 10 ngày, 2 tuần là ép thôi. Đó, cá bự hết rồi, không có nhỏ. Ha, cái bầy này là em quay nhỏ nè. Còn cái bầy bự hơn nữa thì em sẽ chủ yếu là nếu mà anh em bắt á, thì sẽ đưa cho anh em cái bầy thị sinh đó. Nói chung là nó thị sinh thôi, thật chất là máy như anh em khác bán lẻ luôn á, chứ không phải là thị sinh nữa. Đó, này là thị sinh cao cấp luôn ha. Còn nếu mà anh em bắt mua 20 ha, bắt từ 50 con á, thì đó anh em thấy những con tông nền vàng rất đẹp, multi luôn nha anh em. Này là bầy multi luôn á, thì bắt từ 50 con á thì sẽ là 20k một con thôi ha. Đó, rất là đẹp nha. Nói chung anh em nào mà mua đi bán lại thì có thể về bắt những con máy đó về mình chơi hoặc là mình chơi thí sinh, cực kỳ đẹp luôn. Hàng là cực kỳ đẹp và VIP cho anh em luôn nha, chứ không phải hàng thí sinh bình thường đâu. Đó là hàng thí sinh đẹp luôn, để tách ra bán lẻ luôn á, chứ không phải là hàng thí sinh nữa. Những con xe lô thì em đã lọc ra từ hồi 2 tháng rồi. Đó. Còn hôm nay là cái đó là những cái con cá tiễn để lại thôi ha. Anh em nào mà thích thì bắt ha. Còn nếu mà mua lẻ thì máy là 100k một con nha anh em. Tại máy đẹp, mua lẻ thì tất nhiên anh em phải mua cá đẹp rồi. Thì em sẽ lựa cho anh em những con đẹp 100k một con. Còn bắt 10 con thì ngẫu nhiên ha anh em ha. Thì em cũng sẽ lựa cá ok cho anh em, chứ anh em đừng yên tâm. Rồi, thì đến với những con mã số lẻ hôm nay thì lên hàng VIP cho anh em ha. Thì con số 1 này, con này là 3.7 xăng nha anh em, size trung bự không nhỏ nha. Hôm nay cá trung bự không à, không có cá nhỏ ha. Con này thì vậy li ti luôn, có bộ form thì bao gắt cho anh em rồi. Lucita nha anh em. Thì 200k là em miễn ship cho anh em và tặng cho máy anh em luôn ha. Thì máy á, em tặng cho anh em là cũng lấy ở trong những cái bầy đó luôn nha anh em. Nên anh em biết cái bộ màu như thế nào rồi ha. Thì máy nó sẽ lên màu từ 60% hả, tới 80-90% tùy con ha. Nói chung là máy ngẫu nhiên ha anh em. Rồi, thì đến với mã số 2, con này là con hàng độc trong lạ trong bầy ha. Con này là con multi nha anh em. Nó mà vẫy nhiều, nó kiểu vừa multi mà vừa candy luôn. Đó, con này là ở ngoài anh em nhìn phải nói là rất là mê luôn. Đó, từ bộ form cho tới màu rất là gắt. Nói chung là nhiều khi quay ở trong đây chứ ở ngoài nó đẹp hơn nữa anh em ha. Thì trong quá trình vận chuyển cá đi tất nhiên nó sẽ bị tái màu một xíu. Đó. Thì anh em nhận và anh em thả ra khoảng 30 phút thì con cá sẽ lên đậm lại màu như trong clip hoặc đẹp hơn nữa nha. Tại vì qua ánh sáng điện thoại nhiều khi nó không có đẹp. Nhiều khi anh em thấy điện thoại, ví dụ như anh em ở ngoài anh em đẹp trai đúng không? Mà vô điện thoại nhiều khi quay xấu quá à. Quay anh em thấy xấu quá à. Thì con cá nó cũng vậy, tùy thôi. Đó, thì em nghĩ là những con cá này ở ngoài là em thấy là đẹp hơn ở bên trong clip á. Rồi, chẳng qua là nếu mà trong quá trình vận chuyển nó sẽ tái thôi, như con người mình thôi. Người mình đi xe dài 3 tiếng thôi là mặt xanh lè xanh lét rồi, đúng không? Nói chi con cá nó đi xe dài 3 ngày, đúng không anh em? Thì em sẽ bảo hành cá cho tới tận tay cho đến em có thể ship là toàn quốc và cả nước ngoài luôn ha. Anh em nằm nước ngoài thì 19 tay này là có chuyến bay, 19 tháng 12 là chắc chuyến cuối của năm rồi. Anh em nào mà có nước ngoài thì có thể tranh thủ. Thì em bán cho anh em nước ngoài thì giá cũng như anh em Việt Nam mình thôi, chứ không gì hết ha. Con cá là phí ship bên nước ngoài nó cao thì anh em chịu thôi, chứ hiểu gì không gì ha. Rồi, mã số 3, con này là con multi nha anh em. Quá trời quá hớp vào form rồi, quá hớp vào form rồi. Cái con này á, là bên form cực kỳ gắt, nó tầm 3.7 xăng. Hôm nay cá là form ngon là lắm. Thì hổm này em không có lên clip được cho anh em, lý do là cá nhiều nó thì bắt đầu là tách form. Hôm qua là có một bầy, hôm cái bầy đó là hồi nãy em quay cho anh em á, là bầy đó nếu mà tách ra là khoảng 150 con trống có anh em. Thì hôm qua em tách một cái bầy giống vậy rồi, bầy multi,
thì ra được cái tầm cũng gần 150 con á, bầy cũng 300 con thì 150 con trống có. Bây giờ những con trống đó nói chung anh em thấy cá em để trong bầy bự không à, rồi em mới tách, chứ để mà tách ra nó sẽ cái size cá nó bự luôn ha. Rồi qua mã số 4, anh em nào mà tới con số 4 này á thì nhanh tay giúp em ha. Con số 4 này là hàng đẹp trong hôm nay, nhưng mà trong phân khúc 200 luôn. Đó, con cá là vô đây nó hơi hơi kè, hơi nhát nhát nên nó chưa bung hết á. Chứ con này là hàng đẹp nha anh em, con này một uni, anh em bắt liền đi, đừng có do dự con này. 200 con này rất là mềm luôn ha, và được tặng cá mái nữa. Thì cá mái em nói rồi là con cá mái em tặng ngẫu nhiên nha anh em, thì em cũng được con cá mái về cho anh em, thì cái gì anh em thấy rồi đó. Đó. Thì hồi nãy là trong cái bài đó trong lá bàn nên nhiều khi anh em không thấy hết cái màu á, vậy đó mà để nước trong lên thì hết bài luôn em ơi. Anh em mà thí sinh này bắt ngon ha. Thì số lượng là còn tầm khoảng 400 tới 500 con ha, là cá mái nha anh em. 4 tới 500 con cá mái như vậy ha. Anh em nào mà thí sinh hoặc là mua đi bán lại thì mình về mình bán rất là ok ha. Mái đó thì anh em ra ví dụ như anh bán lẻ thì 80 50 80 bình thường ha. Mấy con mái đó bán lẻ không con nào dưới 50 hết em, bảo đảm với anh em luôn. Thì ở đây là em ít thời gian mà em quay mái lắm anh em, không có thời gian quay mái. Thứ nhất, thứ hai là em lên chương trình tặng mái cho anh em rồi đó. Ở đây là em nuôi này kia rồi, một mình em nuôi đóng hàng này kia hết rồi, đâu có thời gian đâu mà quay, thời gian quay nhiều quá không có kịp anh em. Thì trước đây thì em thường hồi năm rồi thì em mỗi ngày em lên một clip cho anh em, mà hôm nay thì bắt đầu làm số lượng nhiều thì không có thời gian để mà quay cho anh em được nhiều nữa nên cách ngày em lên một clip ha. Đó. Rồi mã số 6, bên này 150k thì khoảng tầm một tuần nữa ha, anh em nào mà cần sỉ á, dòng Nemo Galaxy và Multi á thì có thể liên hệ em đặt trước nha. Thì em bắt đầu phơm rồi, thì tầm một tuần nữa là cá sai ngon hết rồi, cá xong 3.5 3.7 săn hết rồi thì em mới tắt phơm. Thì cá bây giờ nó kè rất ráo rồi đó, kè hết rồi, bây giờ màu nó chỉ còn là cỡ một tuần nữa là full luôn. Em để trong hồ là anh em thấy cái bầy như bầy nãy không, mày còn chưa tắt đó, cá khủng vậy mà em còn chưa tắt. Thì anh em nào mà cần số lượng thì mình có thể tranh thủ cỡ một tuần nữa ha, anh em có thể đặt trước em một tuần nữa thì em lên sỉ đó. Thì số lượng ta cỡ tầm 300 con ha, anh em nào mà cần sỉ thì mình tranh thủ bắt đặt em trước trong tuần nữa để mà mình bán trong cái dịp Tết này, còn 4-5 tuần nữa Tết á em bán luôn ha. Rồi mã số 7, con này cũng là một con multi nha anh em, hàng đẹp luôn đó, hàng đẹp cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là hôm nay những cái con hàng đẹp như vậy mà 200 là bao rẻ cho anh em ha. Form thì anh em khỏi bàn, tông nền vàng luôn nha, hồng vàng nha, mấy con màu hồng anh em để kiếm giờ hiếm lắm nha, mà có màu vàng ở trong đó nữa thì hơi bị khó luôn. Cái con này cái kỳ bên kia nó còn chưa đủ màu, anh em nuôi thêm giúp em ha. Và hết luôn. Thì qua Tết có thể là số lượng cá lên rất là nhiều anh em ha. Bây giờ chưa đâu, qua Tết số lượng rất nhiều. Thì sang năm là coi như là năm nay thì sang năm bắt đầu là chia sẻ cho anh em số lượng hơn nữa. Thì trước đây chia sẻ cho anh em nào mà quen thôi, còn mối hay gì thôi, còn bây giờ chưa có chia sẻ cho anh em ở trên mạng ha. Thì bây giờ sắp tới là em sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Thì anh em cứ yên tâm, giá sẽ rất là mềm, cạnh tranh so với thị trường để cho anh em ra anh bán lẻ ha, có lời ha. Rồi còn ví dụ như anh em nào mà bên nước ngoài mà có kinh doanh cá cảnh á thì em cũng có đi sỉ cho anh em luôn ha, và giá cũng không có cao đâu ha, để cho anh em ra được cái giá tốt bên nước ngoài luôn. Rồi con số 8 này con multi nha anh em, quá đẹp, Lucita quá đẹp luôn em ơi. Mấy con 200 bữa nay là cực kỳ mềm luôn ha, nhiều cá đẹp lắm anh em, nhiều, phải nói là cá đẹp rất là nhiều. Có con thì tại nó chẳng qua chưa phun màu rồi. Rồi nếu mà qua số 9 thì anh em đừng có vội lướt qua con này, con này là tông nền vàng nha anh em, vàng cực kỳ đậm. Con này 3.7 sang xe bự đuôi Sita, con này là con Nemo Copper nha, vảy Copper Gold, con này là tông vàng hơi bị đậm luôn nha. Đó.
Thì cái con này thì em cũng lấy gen của một cái anh đi thi cá, nói chung là cũng không có đạt giải nhưng mà anh có cũng làm cá trước thì cũng vui vẻ khuyến khích thôi. Thì lấy chia lại là làm ra được cái bộ này. Đó, con này là con hàng đẹp ở trong một trong những con hàng đẹp ở trong bầy ha. Đó nên em nào mà cần sửa form hay là cần Nemo Cooper mà trong vàng đó, em để ý nha. Nemo Cooper trong vàng hơi bị ít nha anh em, mà vàng nhiều như con này thì càng ít nữa ha. Anh em có thấy nó còn si ta đó, thì con này quá trời hội tụ nhiều yếu tố đó. Nó không chỉ là đơn giản là vảy Cooper Gold ở si ta đuôi đâu, mà nó còn có vảy xám xi măng ở trên mình nữa. Thì nhiều anh em á, thích vảy Cooper nhưng mà quay kích cơ xám, còn có anh em thích là vảy Cooper nhưng mà vảy Cooper Gold đó vàng. Thì con này nó hội tụ đủ hai yếu tố và nó lại là một con nành vàng đó, thì nó quá khủng khiếp anh em. Rồi qua mã số 10 đó, con số 9 á, nếu mà nhìn sơ qua thì con số 9 với số 10 này không có sự chênh lệch nhiều, chẳng qua là con kia cái tông màu nó màu vàng đi, màu vàng thì thật ra là hàng hiếm nha anh em, mà vàng nhiều như vậy còn kinh hiếm kinh khủng nữa. Rồi thì con số 10 này, con này 200 thì quá rẻ luôn nha anh em. Thì hổm rày chắc cũng cả tuần nay là chưa có lên clip anh em ơi. Nó bắt đầu là phong cá này kia, thay nước đồ, bày cá lên cũng nhiều lắm. Một bầy thôi mà anh em mới nói là một bầy thôi, bầy multi em tách ra là cũng khoảng trăm mấy chục con rồi, hơn trăm con rồi đó. Thì anh em biết là bao nhiêu bầy thì nó số lượng nó nhiều lắm, nên bắt đầu vô lá bàn đó. Mùa này phải lượm lá bàn nè đó, chơi trữ để mà có mà xài, chứ bắt đầu là lá sẽ lên rồi đó. Rồi mã số 11 anh em bắt luôn con này anh em ơi, con này sấy cối nha, bốn săn có, bốn săn có. Thì con này nó sẽ cối và màu nó đang lên nữa nha. Thì đợt trước lên những con kênh multi như vậy thì anh em bắt rất là nhiều. Con này là đẹp hơn mấy con đợt trước luôn. Cái chung cá hôm nay 200 là đẹp hơn đợt trước luôn. Rất là nhiều. Con này 4 săn nha. Đó, hôm nay là cá từ 3.5 cho tới 4 săn, không có size nhỏ. Đó, thì anh em nào mà thích thì mình tranh thủ mình bắt. Đó. Con này là quá đẹp anh em ơi. Chưa, đừng có đánh giá vội con này. Con này ở ngoài đẹp lắm anh em, mà sao quay nó hơi tối màu đi, quay nó bị tối màu. Con này ở ngoài nó tươi lắm, con này mà nó phủ màu thì anh em mua thì không không dưới 300 đâu đó, mua không dưới 300 giá thị trường đâu. Mà đây miễn ship thì anh em thấy bây giờ nói chung là ship thì em giao bên giao nhanh cho anh em, anh ship từ 35.000 là đó, tùng thùng tiền giấy này kia, khoảng nói chung là tổng ship và tiền thùng giấy này kia khoảng hơn 40.000. À, thì và tặng máy cho anh em nữa, thì tính ra một bé này á, thì không có nhiều hết anh em, và hàng multi nữa, nói chung là chỉ tuyển lên những con cá đẹp và chia lại cho anh em thôi. Nó và giá rất là mềm. Rồi qua số 12, cái con này hôm nay là những con này nói chung là em đợi mà nó đủ màu thì hơi lâu, nên em sẽ lên những cái con này luôn. Nó thấy nó đủ kích thước rồi thì lên để cho anh em về anh em thấy sự thay đổi của nó ha. Nói chung là cá này form rất là đẹp, con này 3.5 săn đó. Con này là con multi, cái quá trời cái hốp cái bột form anh em ơi, quá trời kinh khủng rồi, kinh khủng luôn cái dạng hình của nó ha. Chưa, anh em dưỡng thêm tầm 2 đến 3 tuần nữa thì con này đủ màu. Hôm qua thì em tách đâu đó khoảng em nói được một bầy đó là hơn trăm con, hơn trăm con là multi anh em. Nói chung là bầy đó multi nhưng mà không phải trăm con làm ra multi đâu anh em, thì cũng có lát xích rồi đủ thứ trơn á. Bởi vì em thích làm dòng co là vậy, ra cái bầy nó đủ màu sắc hết trơn, và những anh em hổm cũng thích dòng thủy sinh cái dòng này. Thì nói chung là em bán thủy sinh cho anh em là cá đã đẹp thôi à đó, chứ cá mà xe lô hay là nổ vài đốm là em không có bán luôn nha anh em đó, không có bán luôn, là em lọc từ nhỏ rồi. Nên cá thủy sinh đợt này là hàng cao cấp, anh em mà vẫn để giá cho anh em mềm lắm, anh em mà bắt về anh em chơi Tết là bao ngon luôn. Bây giờ tầm 3 tuần nữa là đủ chơi Tết. Ví dụ như anh em bắt những con trong bầy, những con thủy sinh đó, đó em nói là thủy sinh gì thôi, chứ anh em bắt về anh em lựa ra những con đẹp, nói chung là nó đều là cá đẹp nhưng mà sẽ có những con xuất sắc, thì anh em giữ là anh em làm giống luôn đó. Là có những con nếu mà em lựa ra em bán thì nếu mà chuẩn luôn á thì cũng không có dưới 100.000 đâu anh em. Bộ form thì anh em thấy rồi, thì những cái gen như thế này thì anh em biết là những con máy nó phải như thế nào rồi. Nó này là chấm khác bầy đó, thì anh em có theo dõi cá bên em thì anh em biết ha. Rồi mã số 14, cái con này lưu ý nha, nó bị lỗi một bên mang là không phải bị hở nha anh em, mà là cái mang bên đây thì bình thường, nó kẹ nó phùng bình thường, còn cái mang bên kia nó kẹ lên nó không có phùng nè ha, phải không? Nè, không? Nó khép lại vậy thôi.
nó hở hở khép khép ra nó phùng nhẹ thôi, nên con này tính ra cũng không có gì cho anh em, không phải là bị hở mang ha. Thì con này 150k, con này đẹp lắm, trời đẹp luôn á. Con này mà không có bị vậy thì em bán cũng tầm 200 hơn đó. Thì bé này 150k rất là ngon, anh em về anh em like ngon ok luôn ha. Thì bây giờ bắt cá lại lần là vừa rồi anh em. Về cái Tết đó mình rảnh rảnh có mình thôi thời gian, thì em biết là nhiều anh em cũng đi làm đâu có thời gian đâu ép cá, nên cái dịp Tết này mình có thể là có thời gian mình ép cá rồi chăm cá bột này rất là ok. Đó, bé này thì nó tầm 3.5 cm. Nói chung cá hôm nay là dày cá mập cá, chung là hổng này không lên cá một tuần thôi là em thúc nó bự hết trơn à ha. Đó, có cái một đợt trước thì nó hơi vừa vừa thôi, chứ đa số cá anh em là từ xe chung tới xe bự. Rồi qua mã số 15, con này là con Nemo Copper Gold ha. Con này tông nền vàng nha anh em, 200k quá rẻ rồi, vô 200k với bé này là rẻ bèo luôn đó. Nền vàng nha anh em, vàng thì con này nó khoảng 70% 65% 70% là cái nền vàng rồi trên cơ thể rồi. Con này anh em đợi phủ full màu thì nó cực kỳ đẹp luôn ha. Còn máy tặng thì em tặng ngẫu nhiên cho anh em nha anh em ha. Về mình dưỡng mình ép thôi, tầm 2 tuần tới 3 tuần, chậm lắm là 3 tuần thì mình ép nha. Còn anh em nào mà thích chơi thủy sinh thì có thể alo hú hí em để cho anh em ha. Đó, để anh em là bắt hết luôn, giá tốt luôn ha. Tầm 400 con. Chắc 400 con về thả anh em nào có hồ non bộ á. Rồi thả hết bài. Tại vì trong đó em làm coi Nemo mà ra đủ màu trong đó. Ra có Zalo, rồi Multi, rồi có Lexic, rồi có Galaxy. Máy á nha, rất là đủ màu trong đó, đa dạng. Nhiều con máy đẹp hơn con trống nữa nè. Rồi mã số 16, con này con Multi hàng đẹp 3.5 cm. Quá trời cái bộ form con này anh em ơi, con này tông nền hồng. Thì hổng rày cũng đang hot lên mấy con mà Multi tông hồng vậy anh em. Nhưng mà nói chung anh em là nó không có số lượng nhiều đâu trên thị trường đâu, nên anh em kiếm thì cũng ít lắm chứ không nhiều đâu. Nên anh em nào mà thấy ai bán thì anh em tranh thủ anh em bắt đó. Chứ cái nền màu hồng này dù có làm ra chăng nữa thì nó cũng không được số lượng trong bầy đâu anh em, không nhiều đâu. Con này quá trời cái bộ phô mày. Con này mà về mình pha với con nền vàng hay là con cam gì, bất kỳ con nào cũng được ha. Thì nói chung là anh em có thể thỏa sức thoải mái cái lai tạo bình thường ha. Rồi cuối cùng là con coi Galaxy, con này 3.5 cm. Thì con này 150k ha, đỏ tươi. Rồi ha anh em, cảm ơn em đã theo dõi clip của em tới đây ha. Anh em nào coi tới đây chắc cũng là yêu quý em dữ lắm rồi. Rồi chúc anh em có buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình ha. Cảm ơn em đã ủng hộ em rất là nhiều. Ưng mã nào rồi thì gọi điện nhắn tin trực tiếp cho em ha. Rồi ha, xin chào và hẹn gặp lại.